Chương 01 Mạnh nhất chiến thần hệ thống, thu hoạch được bạo tạc ban thưởng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Chấm Hồng Hoang Thiên Địa Từ khi Hồng quân giảng đạo ba lần về sau, các đại thánh nhân lần lượt sáng lập mình giáo phái. Sáu đại thánh nhân, quy chấn thiên địa. Lúc này, Thái Dương tin phía trên. Hai vị yêu tộc kẻ thống trị, Đế Tuấn cùng Thái nhất, riêng phần mình một mặt vẽ mặt ngưng trọng nhìn phía trước tiên thiên linh căn cây phù tan. Cây kia bên trên, có một cái tam túc kim ô hư ảnh, sinh động như thật. Đại ca, ngươi nói tam đệ có thể hay không thuận lợi hóa hình. Thái nhất mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Huyền nhất lập tức trợn tròn mắt, trong đầu tin tức nói cho hắn biết, hắn trở thành đế tuấn cùng thái nhất huynh đệ, còn không có hóa hình cái thứ ba kim ô. Bình phục khiếp sợ cảm xúc về sau, huyền nhất trong lòng vô cùng vui sướng. Đi vào hồng hoang về sau, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, ai mẹ nó không muốn dạng này còn sống. Các loại. Nếu như nhớ không lầm, vu tộc cùng yêu tộc, cuối cùng thế nhưng là cùng đi hướng về phía hủy diệt a. Huyền nhất lập tức tâm mát vô cùng, đột nhiên tự như uống một bình năm 1982 ướp lạnh Sprite. Hai tộc không ngừng ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đồng thời còn để người ta bàn cổ đại thần cột sống đánh gãy. Có thể nghĩ vậy cuối cùng một trận hủy diệt chi chiến lại là cỡ nào thảm thiết huyền nhất im lặng đến cực điểm mẹ nó lão thiên ngươi đem ta đưa đến nơi đây có nghĩ tới hay không đem ta đưa trở về a à? ken ngài khỏe chứ, mạnh nhất chiến thần hệ thống đang tại khóa lại bên trong ân huyền nhất đột nhiên nghe được trong đầu một cái thanh âm thần bí lạnh không chừng còn lộ ra một cổ mùi khai khai hương vị huyền nhất sửng sốt mình thật sự là một cái thiên tuyển chi tử a, vừa muốn về nhà, Kim Thủ chỉ liền đến Trương Mục. Cái này chẳng phải là tại nói cho hắn biết, nếu như Hồng Hoang không có hắn huyền nhất, thế gian đêm sẽ trở nên không tốt. Ken, mạnh nhất chiến thần hệ thống khóa lại thành công. Ken, ngài mỗi một lần cùng địch nhân giao chiến, đều có thể thu được một lần ban thưởng, giao chiến đối thủ càng mạnh, ngài lấy được ban thưởng càng tốt. Ban thưởng, linh căng công pháp, linh bảo, thần thông, tu vi, vô luận bất kỳ thần vật nào, bổn hệ thống nơi này đều có. Huyền nhất trong lòng kinh hỷ, không hổ là mạnh nhất chiến thần hệ thống A, phương thức tưởng thưởng cũng là đơn giản như vậy thô bạo mục đích đúng là muốn đem mình bồi dưỡng thành một cái chiến đấu cuồng. Tốt A, kỳ thật cũng không tệ. Vu yêu hai tộc còn không có triển khai đại chiến, nhưng sớm muộn cũng sẽ có đại chiến ngày đó. Nếu như mình đến ngày đó, vẫn là không có thực lực, cái kia chỉ có chờ chết vì còn sống, chiến mẹ nhà hắn. Ken, hiện hữu tân thủ gói quà lớn một phần, nhưng cần ngẫu nhiên rút ra phía dưới một cái nào đó ngài trên người đặc chất, mới có thể mở ra tân thủ gói quà lớn, xin hỏi ngài có đồng ý hay không? Trí thông minh, e quy, dung mạo. Ken, rút ra một cái nào đó đặc chất về sau, ngài biết thu hoạch được phía dưới ba loại ban thưởng. Hỗn độn thiên ma bổng. Đây là hỗn độn ma viên chi vật, là một kiện hỗn độn linh bảo, nặng như một tỷ tòa thái cổ thần sơn không phải lực đóng hoàng vũ người không thể khống chế hồng mông đạo thể tỷ tỷ sinh linh tha thiết ước mơ hoàng mỹ thể chất không thể phá vỡ phòng ngự chí cường một khi dung hợp thành công vô luận thụ bao lớn thương đều có thể cấp tốc khỏi hẳn đồng thời thực lực tăng trưởng một bộ phận vô hạn phục sinh chân linh đầu nhập thời gian trường hà lan tràn tại vũ trụ ở giữa ức vạn vĩ độ bên trong thiên đạo đại đạo cũng vô pháp triệt để giết chết ngài ngài bị giết về sau liền có thể tại chỗ phục sinh cũng lại đạt được một lần tiểu cảnh giới tăng lên chú ý ngài không thể chủ động tự sát nếu không chân linh sẽ băng tán tại thời gian trường hạ bên trong ngài cũng liền thật đã chết rồi ngài nhất định phải bị cường địch giết chết dùng hết rất nhiều ác chủ bài về sau mới xem như hợp cách chết đi như thế mới có tại chỗ phục sinh tư cách huyền nhất kinh ngạc nhìn màn ảnh trước mắt khung ban thưởng đều mười phần mê người a à. nhất là cái kia hồng mông đạo thể cùng vô hạn phục sinh đây thật là quá mê người lúc này huyền nhất hít sâu một hơi nhìn trước mắt xuất hiện trí thông minh e quy dung mạo hắn là vậy là im lặng ban thưởng tuy tốt nhưng bị quất trúng nào đó cả một đời đều làm mất đi a à. mẹ không bỏ được hài tử bộ không đến sói hệ thống mở ra ngẫu nhiên rút ra trong chốc lát Huyền Nhất vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt màn hình, chỉ gặp trúc thưởng giao diện kim đồng hồ đang điên cuồng xoay tròn. Nửa ngày qua đi, màu đỏ kim đồng hồ, chỉ đến, trí thông minh. Huyền Nhất Hệ thống, ngươi đây là ngẫu nhiên sao? Không phải là đang làm ta đi. Huyền Nhất trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngươi vì cái gì liền không thể rút đi e quy hoặc là dung mạo. Không có trí thông minh, cái kia còn là người sao? À không, Hắn hiện tại là Tam Túc Kim Ô, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là một tên tiên thiên thần thánh. Ken, hồi bẩm ký chủ, có hay không trí thông minh không trọng yếu, ngài mặc dù quốc trúng trí thông minh, cũng không có nghĩa là ngài thật không có trí thông minh, cũng không có nghĩa là ngài đem lại biến thành một cái kẻ ngu. Ma Tào, cái gì gọi là sẽ không thay đổi thành một cái kẻ ngu? Ngươi khẳng định trí thông minh thấp đi, cho nên mới hái bản ký chủ trí thông minh. Huyền nhất vô cùng phiền muộn nếu như cái này mùi khai khai thanh âm không phải nữ tính hóa, nếu như chính năm giáo dục bắt buộc chưa nói cho hắn biết, không cần cùng nữ nhân chấp nhặt, hắn thật nhịn không được đem nó cởi trói, sau đó hung hăng ca nó. Ken Chúc mừng ngài, tân thủ ban thưởng đang tại cấp cho, ngài trí thông minh đã bị tiêu hủy, chúc ngài mãn ra một đầu mới con đường, a à a à đát. Trí thông minh tại bị rút lấy một khắc này, huyền nhất phản phất cảm thấy ít một chút cái gì, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần biến thành hồng mông đạo thể. Vô hạn phục sinh năng lực cũng tại trong nháy mắt gia trì ở trên người hắn. Hệ thống trong kho hàng, cái kia một cây ô kim sắc dài bổng, Huyền Nhất nhìn thoáng qua, trong lòng thiêu đốt lên vô tận chiến ý. Mặc kệ trước hóa hình, Huyền Nhất thi triển Tam Túc Kim Ô bản nguyên thần thông, tụ tập Thái Dương tinh phía trên hỏa diễm, dung hợp mình bản thể. Cuồn cuộn hỏa diễm từ Thái Dương tinh phía trên hướng phía huyền nhất mà đi. Cũng không lâu lắm, huyền nhất thân thể xuất hiện trong hư không, hắn thân mang một bộ kim sắc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc xanh bay múa, hiện lộ rõ ràng tiên thiên thần thánh phong thái. Trong tay nắm cái kia một cây hỗn động thiên ma bổng, tản ra phong cách cổ xưa bàn bạc uy áp, tự như muốn đem toàn bộ thái dương tinh áp sập. Nhìn thấy một màn này, đế tuấn cùng thái nhất, đều là một mặt vui mừng đi ra phía trước, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới huyền nhất âm thầm nhẹ gật đầu. Không hổ chúng ta tam đệ a, à, cái này tuấn mỹ bộ dáng, lại còn hơn xa hai anh em chúng ta. Tam đệ, ta là đế tuấn, ngươi hẳn là kêu ta đại ca. Tam đệ, ta là thái nhất, là ngươi nhị ca. Nhìn thấy hai vị huynh trưởng cười nói, huyền nhất gãi đầu một cái, úng thanh úng khí nói ra. Các ca ca tốt, ta gọi huyền nhất. Hảo huynh đệ, danh tự là chính ngươi lấy sao? Có thể có thể đi trước đi trước, vi huynh dẫn ngươi đi lăng tiêu bảo điện. Đế Tuấn vỗ vỗ huyền nhất bả vai, tràn ngập vui mừng nói ra. Huyền nhất biến sắc, trong mắt chiến ý bắn ra, nhất định là vu tộc xông tới, cho nên đại ca mới để cho mình đánh tiên cơ. Nghĩ tới đây, huyền nhất mang theo hỗn độn thiên ma bỗng liền bay lên không trung, toàn thân tản ra uy thế kinh khủng, một mặt nghiêm túc ngắm nhìn thái dương tinh phía dưới hư không. Đế Tuấn ngạc nhiên, hắn nhìn một chút thái nhất, hai anh em lẫn nhau nhìn chăm chú hồi lâu. Nhị đệ, tam đệ là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết a, à, tam đệ vì sao một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Tam đệ A, à, là phòng thủ một đợt, không phải buông tay đánh cược một lần nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai hai tương vọng, cái này tam đệ, làm sao một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Hai người bay đến Thái Nhất bên người, Đế Tuấn nghi ngờ hỏi. Tam đệ, chuyện gì xảy ra? Huyền Nhất đem hỗn động thiên ma bỗng khiên trên vai, một mặt chiến ý nói ra. Người nói tiên cơ tiên cơ, ta một suy nghĩ, khẳng định là đại địch của chúng ta, vu tộc đánh đi lên. Nghe nói như thế, đế tuấn thái nhất im lặng đến cực điểm đi trước đi trước hắn nghe trở thành tiên cơ ngạch bất quá còn tốt cái này tam đệ đối vu tộc cừu hận vẫn là để bọn hắn hai anh em rất vui mừng về sau chưa hẳn không thể trở thành giống thái nhất yêu tộc chiến thần thế là đế tuấn hai anh em cẩn thận cùng thái nhất giải thích một phen huyền nhất lúc này mới coi như thôi hắn gãi đầu một cái nói vu tộc không có tới a à, ta còn muốn đánh ngã bọn hắn đâu có thể tam đệ sớm tối có thể chơi đổ bọn hắn đế tuấn cười nói đi đi trước thiên đình vi huynh muốn triệu tập rất nhiều yêu tộc chúc mừng tam đệ hóa hình ra thế huyền nhất ở phía trước phi hành đế tuấn cùng thái nhất ở phía sau đi sát đằng sau hai anh em một bộ thần sắc bất đắc dĩ lúc này mới vừa hóa hình liền muốn đánh ngã vu tộc tam đệ tính tình của ngươi nên cỡ nào cùng a à? cái kia vu tộc, có 12 tổ vu, mỗi một vị đều là chuẩn thánh cảnh cường giả, riêng phần mình khống chế một đầu đại đạo pháp tắc, quả nhiên là cường hoành vô cùng. Còn có cái kia đông đảo đại vu, mỗi một vị có thể đánh 4 năm cái đại la kim tiên cảnh giới yêu tộc, thật không dễ chọc. Tam đệ hiện nay, vẫn chỉ là thái ất kim tiên đỉnh phong, bất quá còn tốt, hắn là tam túc kim ô hóa hình, sớm tối đều có thể sửa đi đến chuẩn thánh cảnh giới. Rất nhanh, ba huynh đệ bay đến bất chu sơn đỉnh cao nhất, cũng chính là yêu tộc đại bản doanh, thiên đình đập vào mắt nhìn lại, lơ lửng ở hư không tiên sơn, kéo dài không dứt, có tiên hạt bay lên thần thú du tẩu cùng hư không hiện lộ rõ ràng yêu tộc thiên đình khí thế rộng rãi, cổ lão đã lâu lăng tiêu bảo điện chính là đế tuấn thái nhất thương nghị đại sự chi địa, cũng là thiên đình hạch tâm bảo điện to như trung thiên thế giới, rường cột chạm trổ cao lớn nguy nga, tráng lệ lộng lẫy. Mà tại hôm nay, ức vạn vạn yêu tộc tổng hợp một điện, nâng ly cạn chén, hoàn thành tiếu ngữ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem cùng đế tuấn thái nhất, ngồi cùng một chỗ huyền nhất. Mọi người đều biết, yêu tộc có bốn vị hoàng giả, đế tuấn, thái nhất, phục hy, nữ hoa. Nữ hoa chính là thánh nhân, ca ca của nàng phục hy gia nhập yêu tộc về sau, nàng cũng bị yêu tộc mang theo qua hoàng, xưng hào. Mà trên thực tế, mọi người đều biết, Yêu tộc chỉ có ba vị hoàng giả, cái kỳ chính là Đế Tuấn Thái Nhất phục khi. Nhưng tại hôm nay, yêu tộc chúng sinh cũng là cực kỳ mừng rỡ, nguyên lai Đế Tuấn cùng Thái Nhất còn có một vị huynh đệ vừa mới hóa hình. Như vậy tại về sau, yêu tộc đối chiến vu tộc thời điểm cũng sẽ càng cường thế hơn. Đế Tuấn Thái Nhất lần lượt giới thiệu đông đảo yêu tộc cao tầng, để Huyền Nhất nhận biết. Tỷ như thập đại yêu thánh, kế mông, anh triệu, bay sinh, phi liêm, cửu anh thương dê, bạch trạch, khâm nguyên, thử sắc, xe quỷ. Ta vì yêu tộc đế tuấn, được xưng là thiên đế, nhị đệ là đông hoàng, ta tam đệ huyền nhất, hôm nay hóa hình ra thế, liền bị mang theo huyền hoàng xưng hào, như thế nào? Đế tuấn người mặc đế bào, hắn bưng chén rượu lên, hai tay triển khai, một mặt ý cười nhìn xuống phía dưới đông đảo yêu tộc. Đập vào mặt đế hoàng chi khí, rung động vô tận chúng sinh cảm xúc chập trùng. Thần xem huyền hoàng tướng mạo, anh tuấn uy vũ ẩn ẩn lộ ra một vòng hoàng giả chi khí nghĩ đến nhất định là ngực có bình vu sách huyền hoàng hai chữ hắn tất nhiên xứng với bạch trạch nhẹ lay động quạt lông nhàn nhạt nhìn về phía huyền nhất một bộ ta sớm đã nhìn thấu hình dạng của ngươi quân sư lời ấy đại thiện quá một đôi tay bưng rượu lên tôn xa xa kính tặng nói đến cùng bản hoàng cùng uống chén này Để tuấn nhìn thấy giữa sân đông đảo yêu tộc toàn đều lộ ra kính phục thần sắc hắn mừng thầm trong lòng xem ra tam đệ cái này bề ngoài vẫn là rất có thể dọa người đúng lúc này ngoài điện bay tới một đầu hổ yêu hắn đầu hổ thân người cầm trong tay một thanh đại phủ toàn thân vết máu rơi tiểu nhân bái kiến thiên đế hổ yêu chật vật quỳ xuống đến trong tay lưỡi búa len keng một tiếng rơi trên mặt đất hắn thở hồng hộc nói ra không xong vu tộc bốn vị đại vu công lên thiên đình phá hủy ta thiên đình, 48 tòa lơ lửng tiên đảo, giết chết rất nhiều tu sĩ yêu tộc. Mời! Mời thiên đế đại nhân quyết đoán. Hổ yêu dứt lời, đầu trầm xuống, ngất đi. Đem hắn khiên xuống đi, hảo hảo cứu chữa. Đế tuấn thần sắc âm trầm, nói. Vu tộc thật sự là quá ngang ngược, ta yêu tộc vẫn không có động thủ, bọn hắn đã không nhịn được. Bạch trạch trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ lay động quạt lông, chậm rãi nói ra thiên đế bốn vị đại vu tùy tiện đánh vào thiên đình tất nhiên là mười hai tổ vu sai sử chúng ta không thể lỗ mãn trước muốn thấy rõ sở cái kia mười hai tổ vu phải chăn ẩn nút trong bóng tối không bằng phòng thủ một đợt nghe vậy đế tuấn chấp hai tay sau lưng nhẹ gật đầu nói tốt phòng thủ một đợt mà lúc này đang tại ăn thịt rồng huyền nhất đột nhiên đem thịt rồng quẳng trên bàn chấn chúng yêu đều là nghi hoặc nhìn hắn. Tốt. Buông tay đánh cược một lần. Dứt lời, huyền nhất toàn thân chiến ý thiêu đốt, trong tay hắn nặng như ngàn tỷ tấn hỗn độn thiên ma bổng, khiên ở đầu vai, hấp tấp bay ra lăng tiêu bảo điện. Dọc theo đường, một đám yêu tộc trong gió lộn xộn. Huyền hoàng, mảnh nam A. Hắn một cái thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới, lại muốn đi trấn áp bốn vị đại vua. Trong chốc lát, một đám phổ thông tu sĩ yêu tộc, đều là mắc lộ ra kính ý, có như thế nghĩa bạc vân thiên hoàng giả, ta thiên định có thể nào không hủy diệt vu tộc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng yêu vẫn là một mặt vẻ lo lắng, mặc dù huyền hoàng can đảm lắm, nhưng này bốn vị đại vu, mỗi một vị, cần phải so đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, ngưu bức nhiều. Hỏng. Đế Tuấn vỗ tráng một cái, bất đắc dĩ nói ra. Chư vị, nhanh đi đem ta tam đệ kéo trở về, hắn hiểu lầm. Đông Hoàng Thái Nhất Tam đệ, lại hiểu nhầm rồi. Hắn làm sao giống một cái mãn phu a? À? Vừa nghe đến vu tộc, liền muốn chơi bọn hắn. Ai, tinh thần đáng khen, nhưng người một cái thái ất kim tiên. Xong. Hắn đụng phải bốn vị đại vu, đây còn không phải là bị miễu sát phần. Vừa nghĩ đến đây, đông hoàng thái nhất trong mắt lạnh sắc lóe lên, Hắn tế ra hỗn động chung, đội ở trên đầu, thi triển kim ô hóa cầu vòng thuật, mau chóng đuổi theo. Hôm nay, cái kia bốn vị đại vua, nếu dám đem tam đệ đánh chết, hắn đông hoàng thái nhất, liền dám để bọn hắn bồi chôn vùi. Mọi người cùng nhau đi. Đế Tuấn nói ra, phải tất yếu chém giết bốn vị đại vua, lấy chúng ta yêu tộc uy nghiêm, không thể nhục. Theo đế Tuấn ra lệnh một tiếng, đông đảo yêu tộc biến thành bản thể thôn vân thổ vụ hướng phía yêu tộc chiến trường bay đi. Giống như mây đen áp đỉnh, vô cùng vô tận, thập đại yêu thánh, 365 vị yêu thần, còn có đông đảo yêu tộc trụ cột vững vàng, đại la kim tiên. Yêu tộc lớn như vậy động tác, tự nhiên đưa tới hồng hoang các nơi đại thần thông giả chú ý, tỉ như U Minh Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ, Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử, cùng Hồng Vân. Bồng Lai Tiên Đảo Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Bắc Hải Côn Bằng, còn có Bắc Hải Huyền Quy. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03 Đi đem 12 tổ vu gọi tới, ta muốn cùng bọn hắn đánh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Yêu tộc thiên đình trong chiến trường, có bốn tôn thân ảnh cao lớn đứng lặng ở trên bầu trời, bọn hắn toàn thân tản ra cuồn cuộn sát khí uy thế đáng sợ một vị tay trái cầm đại thuẫn phải tay nắm lấy đại phủ khôi ngô cao lớn thân ảnh hắn giận nói đáng giận yêu tộc vậy mà phái rất nhiều đại yêu tiếng công ta vu tộc bộ lạc hôm nay liền ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu hai tộc vốn là thủy hỏa bất dung không có phân đúng sai ai mạnh người đó là vương giả đại nghệ cầm trong tay thần cung một tiễn bắn ra bá đạo vô cùng thần lực mãnh liệt mà ra, xé rách thương khung, đem một đám lơ lửng tiên đảo oanh là bột mịn. Có cái tiểu gia hỏa chạy tới. Tướng liễu cười nhạt một tiếng. Cái khác ba vị đại vu, đều là nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một đạo kim hồng chạy nhanh đến, tại thiên khung biến thành một vị kim bào thiếu niên, một mặt kiệt ngạo bất tuân. Trên vai hắn khiên ô kim trường côn, ba búi tóc đen bay múa, toàn thân chiến ý giặc dào, pha trộn hư không dần dần vặn vẹo. Vu tộc, hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi làm té xuống đất. Huyền nhất hô to một tiếng, một gậy văng ra ngoài, hỗn động linh bảo uy thế, nghiền ép hư không trăng rắc trăng rắc, rắc trung động. Gặp một màn này, bốn vị đại vu sửng sốt một chút, chợt riêng phần mình tránh thoát khỏi đi, đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem huyền nhất. Ngươi đang tìm cái chết. Hình thiên giận nói. Chỉ là thái ất kim tiên cảnh giới, ngươi dám ở này cùng ngôn. Vừa dứt lời, cái kia ô kim trường côn lần nữa vung vẫy mà đến, xen lẫn cùng cùng thái dương chân hỏa, muốn đem thiên địa cháy làm cho tàn. Hình thiên cười lạnh một tiếng, tay hắn cầm đại phủ ngăn cản, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hỗn độn thiên ma bỗng nện ở búa trên đầu, vang vọng thương khung thanh âm, bộc phát ra. Nhưng mà, song phương căn bản không phải một cái lượng cấp, huyền nhất bị đánh bay ra ngoài, nện ở một tòa thái cổ thần sơn bên trên, cái kia thần sơn lập tức vỡ nát ha 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 cái này con chim nhỏ thật sự là không biết tự lượng sức mình a à. trực tiếp bị hình thiên cự lực đánh chết khoa phụ cùng mấy vị đại vu cười lớn bốn người đều là đang cười huyền nhất không biết tự lượng sức mình tiếp tục một đạo hô to tiếng vang triệt thiên vũ chỉ gặp huyền nhất lần nữa mang theo hỗn độn thiên ma bỗng vọt lên thương thế trên người hắn trực tiếp khỏi hẳn bốn vị đại vua ngây ngẩn cả người, hắn tại sao lại sống? Cái này. Đại nghệ giận nói. Các huynh đệ, cái này con chim nhỏ có vấn đề, nhanh chóng liên thủ giết hắn. Cái khác ba vị đại vua nhẹ gật đầu, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, trong hư không, cùng huyền nhất triển khai đại chiến. Thế nhưng là càng đánh, càng để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Phản phất cái này huyền nhất, tự như một cái không đánh chết con dáng, như thế nào đập hắn, thương thế đều có thể trực tiếp khôi phục. Với lại, tại hắn khôi phục về sau, toàn thân khí thế càng thêm bàn bạc, đơn giản đáng sợ. Cùng lúc đó, Đế Tuấn Thái Nhất cùng rất nhiều yêu tộc cao tầng nhao nhao đuổi ở đây, bọn hắn kinh ngạc nhìn trên bầu trời một màn, chỉ gặp Huyền Nhất Dũng mãnh vô cùng, giống như một pho tượng chiến thần, trong tay ô kim trường côn, lần lượt vung mạnh hướng bốn vị đại vua. Cái này, đây là chúng ta tam đệ hắn đây là cái gì tình huống? Đế Tuấn trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin. Hắn nhìn rất cẩn thận, mỗi lần huyền nhất bị đánh bay về sau, đều là bị trọng thương. Nhưng vì cái gì, hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Ngược lại càng chiến càng cương. Trong chớp nhoáng này, đế tuấn trong lòng nhất lên sóng biển ngập trời, hắn không hiểu rõ đây hết thảy, cho nên giờ phút này hướng về Thái Nhất hỏi. Thái Nhất bất đắc dĩ nói ra. Đại ca, Ta làm thế nào biết a? À? Cái kia bốn vị đại vua, tùy tiện sách đi ra một vị, đều có thể chiến bại bốn vị đại la kim tiên đỉnh phong, thế nhưng là tam đệ chỉ là một vị thái ất kim tiên đỉnh phong a. À. Bọn hắn mỗi lần đều tại ra tay độc ác, nhưng mà tam đệ lại là càng ngày càng mạnh. Thái nhất cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng của hắn cực kỳ đáng trách. Tam đệ a, à, chỉ sợ về sau ta cái này chiến thần danh hào muốn bị ngươi thay vào đó mà một đám yêu tộc cao tầng, cũng là trận mắt hốc mồm, bạch trạch cảm khái thở dài, nói. Nhìn, ta trước đó nói rất đúng không đúng. Huyền hoàng tất nhiên là trí dũng song toàn, lấy thái ất cảnh giới, cùng bốn vị đại vu giao thủ, hỏi thử, các ngươi ai có thể làm được. Nghe vậy, đông đảo yêu tộc đầu, giống trống lúc lắc lay động. Bọn hắn toàn thân chiến ý cuồn cuộn, mắt lộ ra kính để nhìn xem huyền nhất, không hổ là yêu tộc hoàng giả, xung phong đi đầu, hung mạnh giống như hổ lan. Trên bầu trời, tức vạn vạn sinh linh chú mục. Huyền nhất, toàn thân kim máu me, có vô số vết thương, nhưng chẳng được bao lâu, lần nữa thần kỳ khỏi hẳn. Để cho các ngươi 12 tổ vu tới, ta muốn đánh bọn hắn. Cùng các ngươi đánh, ta cảm giác không thương không ngứa. Huyền nhất nhìn qua bốn vị đại vu, úng thanh úng khí nói ra. Hình thiên, Đại nghệ nắm thần cung tay rung nhẹ nhẹ, da mặt hung hăng run rẩy, giận nói: "Ngươi cái này mãn phu, chúng ta Tổ Vu đại nhân, một ánh mắt, ngươi liền chết, còn dám ở đây phách lối. Đã không tìm 12 Tổ Vu tới, bắn tên tiểu tử, ngươi lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp." Huyền nhất trong tay hỗn độn thiên ma bổng, hung hăng đánh tới hướng đại nghệ. Lúc trước hắn thụ thương rất nhiều lần, tại một gậy này ném ra thời điểm, Tu vi trực tiếp đột phá đến Đại La Kim Tiên. Toàn thân kim quang trùng thiên, giống như một vầng mặt trời chói chang, soi sáng muôn phương hoàng vũ, uy thế khuếch tán mà đi, áp sập một đám thần sơn. Bốn vị đại vu thấy thế, đều là đắng chát cười một tiếng, nghênh tiếp Huyền Nhất. Mãn Phu, Mãn Phu a. À. Hơi một tí, liền lấy cây gậy nện ngươi. Với lại, hắn nện ngươi, ngươi đâu, ngươi đánh hắn, dù là đem hắn đến trọng thương nhưng tại trong chốc lát liền khỏi hẳn. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Với lại, nhìn thấy huyền nhất vậy mà tại lúc này đột phá đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, bốn vị đại vu chỉ cảm thấy toàn thân trùng mình. Mới vừa rồi còn là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong A. Cảm thấy cái kia ô kim trường cung mang tới uy thế kinh khủng hơn, bốn vị đại vu lại có sợ hãi chi tâm. Âm âm. Huyền nhất, một gậy đem đại nghệ nhập vào đại địa, một cái to lớn vô cùng vực sâu, bại lộ trong mắt mọi người, làm cho người nhìn không được hít vào khí lạnh. Mẹ nó, ngươi đến cùng là Kim Ô, vẫn là vu tộc a. Lực lượng của thân thể đã vậy còn quá kinh khủng. Thế nhưng là không có ai biết, huyền nhất thể chất chính là Hồng Mông đạo thể, bản thân liền lực lớn vô cùng, cho nên hắn có thể cầm lấy nặng như ngàn tỷ tấn hỗn độn thiên ma bổng. Phối hợp kinh khủng nhục thân, lấy thêm lên nặng như thế vật như vậy bạo tạc lực công kích, thế thì cũng tình có thể hiểu. Ai, chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền. Bốn người các ngươi, nhanh đi mời 12 tổ vu tới, ta muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Huyền nhất mang theo hỗn động thiên ma bổng, tại thiên không nhìn xem đại địa bên trên mặt bốn vị đại vu. Bị hỗn động thiên ma bổng gõ bay bốn vị đại vu, lúc này đầy bụi đất, đều là mặt mũi tràn đầy u oán nhìn lên trên bầu trời huyền nhất. Hỗn đảng a! À. Đánh xong chúng ta, còn muốn đánh chúng ta 12 tổ vua. Ngươi mẹ nó, ngươi làm sao như thế cùng A? À? Đi, mãn phu, có gan ngươi liền tiếp tục truy. Đại nghệ cười lạnh nói, tên này là thật không sợ chết A, à, không bằng liền đem hắn dẫn tới hậu thổ bộ lạc, để hậu thổ tổ vu tự mình xuất thủ đem hắn trấn sát. Dứt lời, bốn vị đại vua lẫn nhau cười nhìn thoáng qua, bọn hắn hướng phía hậu thổ bộ lạc bay đi. Gặp một màn này, huyền nhất giận nói, Tặc tử, tà há sợ ngươi sao? Trên vai hắn khiên hỗn động thiên ma bổng, thi triển kim ô hóa cầu vòng thuật, phi nhanh bay đi. Bạch trạch lắc lắc quạt lông, một mặt lúng túng nói ra. Huyền hoàng, quả nhiên. Quả nhiên là dũng quan thiên hạ A. Không tốt. Mau ngăn cản tam đệ, hậu thổ chính là một vị chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, tam đệ vừa mới tấn thăng đại la kim tiên, hắn như thế nào là đối thủ của nàng? hỏng A, à, Tam Đệ làm sao ai cũng dám đánh A. À. Đế Tuấn hung hăng dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói xong, cùng Thái Nhất, một đám yêu tộc quần thần vô cùng lo lắng truy hướng huyền nhất. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 12 tổ vu trận mắt hốc mồm hắn là tình huống như thế nào nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio cùng lúc đó đông đảo hồng hoang đại thần thông giả đều là kinh ngạc vô cùng bọn hắn dần dần cũng minh bạch nguyên lai yêu tộc lại ra một vị hoàng giả bản thể là tam túc kim ô hóa hình tức là thái ất kim tiên đỉnh phong nhưng để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới lấy cảnh giới này vậy mà bắt lấy bốn vị đại vu hung hăng đánh một trận cái này vẫn chưa xong thế mà còn muốn cùng 12 tổ vu đánh nhau. Chúng sinh dở khóc dở cười, ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức, khả năng đây chính là yêu tộc hoàng giả chi uy a. Nói hắn là nghe con mới để không sợ cọp, vô cùng chuẩn xác. Hậu thổ bộ lạc, từng tòa công trình kiến trúc kéo dài không dứt, hậu thổ quản hạt tộc nhân, đều tại đây sinh tồn. Một ngôi đại điện bên trong, trên giường, ngồi một vị thân mang màu vàng nhạt váy dài nữ tử, nàng mỹ mạo tuyệt luân, cùng nhân tộc nữ tử không khác. Nàng chính là 12 tổ vu bên trong nhỏ nhất hậu thổ, sở dĩ cùng nhân tộc nữ tử thân hình không sai biệt lắm, chính là bởi vì nàng không thích cùng vu tộc nữ tử khôi ngô cao lớn, cho nên mới đem mình thân hình cao lớn biến thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Hậu thổ, tính tình ôn hòa, tại vu tộc bên trong, ngoại trừ chút cửu âm bên ngoài, là thuộc nàng có trí tuệ nhất. Giờ phút này nàng đang tại lật xem một bản cổ tịch chợt nghe bên ngoài một trận tạp nhạp thanh âm, để nàng Nga Mi vì đó nhíu một cái. Ân. Có yêu tộc khí tức. Hậu thổ thần sắc nhất lẫm, vội vàng đi ra đại điện. Yêu tộc, chính là vu tộc đại địch, đã đi vào bộ lạc của mình, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tốt. Nàng mới ra đại điện, liền thấy hình thiên, đại nghệ, tướng liễu, khoa phụ, bốn người sưng mặt sưng mũi quỳ một gối xuống ở trước mặt mình. Bọn hắn rủ cục lấy đầu, một bộ ăn phải con ruồi bộ dáng. Các ngươi đây là... Hậu thổ nghi hoặc nhìn bọn hắn, thanh âm của nàng, cực làm êm tai, còn như trong ngọn núi thanh tuyền, róc trách chảy xuôi. Bốn vị đại vu, chính là vu tộc, ngoài trừ 12 tổ vu bên ngoài, tại đại vu trong hàng ngũ, đều là người nổi bật. Làm sao lại bị người đánh mặt mũi bầm dập? Chẳng lẽ là yêu tộc đế tuấn cùng quá vừa ra tay? Vừa nghĩ đến đây, hậu thổ thần sắc lạnh lẽo, nếu thật là dạng này, cái kia yêu tộc cũng quá không biết xấu hổ, lấy chuẩn thánh cường giả, khi dễ bốn vị đại vua. Đại nghệ điếc kéo cái đầu, hắn một mặt hổ thẹn nói ra. Chuyện là như thế này. Nửa ngày qua đi, hậu thổ nghe xong lời hắn nói, thần sắc từ lạnh lẽo biến thành chấn kinh, hỏi. Yêu tộc mới ra yêu hoàng, cư nhiên như thế dũng mãnh. 12 tổ vu đâu? Đi ra cùng ta đánh nhau đột nhiên nghe được thanh âm này bốn vị đại vu toàn thân rung lên hậu thổ cũng nghe đến một vị thiếu niên kêu gào âm thanh nàng nhíu lại nga mi quay người nhìn hướng lên bầu trời chỉ gặp trên bầu trời huyền nhất ông ấp ô kim trường côn một mặt quét mắt phía dưới hậu thổ ánh mắt ở trên người hắn ngưng tụ từ trên xuống dưới dò xét một phen tên này ngoại trừ so với hắn hai vị ca ca tuấn mỹ bên ngoài nhìn lên đến còn có một số yếu đuối đại nghệ bọn hắn liền là thua vào tay hắn. Như thế nào là một cái nương môn? Huyền nhất kinh ngạc nhìn hậu thổ, hắn không biết nữ nhân này thân phận, chỗ lấy ánh mắt có một ít nghi hoặc. Nghe nói lời ấy, hậu thổ ánh mắt lạnh lùng, hỏi. Ngươi nói ai là nương môn? Nàng hậu thổ, tại vu tộc, thế nhưng là 11 vị huynh trưởng, cùng tỷ tỷ bảo bối mùi mùi, ai dám như thế thô bỉ nói nàng. Ai là nương môn, ta liền nói ai. Huyền Nhất nhàn nhạt nói ra. Đừng vô nghĩa, hôm nay không nhìn thấy các ngươi 12 tổ vu, ta liền không đi. Nghe được vô nghĩa hai chữ, hậu thổ khuôn mặt đỏ lên, bộ ngực chập trùng không chừng, giận nói. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là 12 tổ vu thứ nhất, hậu thổ. Đang lo tìm không thấy các ngươi, mau tới, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Huyền nhất mặt mũi tràn đầy chiến ý, một gậy hung hăng gõ hướng tuyệt đại phong hoa, mỹ lệ như vẻ hậu thổ tổ vu. Muốn chết. Hậu thổ miệt thì cười một tiếng, nàng liền ngay cả biến ra bản thể đều không có, duỗi ra một cánh tay, đột nhiên thành dài. Tú tay, cũng biến thành che trời bàn tay lớn, xen lẫn vô tận vô tận thổ chi tinh hoa. Huyền nhất trong tay ô kim trường cung bị đập bay ra ngoài, mà huyền nhất thì là giống đạn pháo, nền ở một tòa núi lớn phía trên, phát ra ầm ầm tiếng vang hậu thổ, ngươi trả cho ta tam đệ mệnh đến. Cái này trong lúc nhất thời, yêu tộc đông đảo cao tầng, tất cả đều đuổi tới, đồng hoàng thái nhất nhìn thấy huyền nhất bị đánh bay, lập tức tức sùi bọt mép. Ken Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, trấn áp thời gian, giam cầm không gian, phát ra một tiếng rộng lớn bàn bạc vang động. Kinh khủng hỗn độn thánh uy, quét sạch mà đi, hậu thổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh bay mà đi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết. Tiểu mùi tại bị cái kia xú điểu khi dễ. Nhanh, nhanh chóng trợ giúp tiểu mùi. Bên này, bàn cổ thần điện bên trong 11 vị tổ vu, đều là lửa giận ngút trời, nhào nhào biến thành bản thể, tại trong nháy mắt, đuổi tới hậu thổ bộ lạc. 11 đạo vô cùng to lớn thân ảnh, che khuất bầu trời, áp sập hư không vô tận hàng rào, quanh thân cuồn cuộn sát khí, thẳng ngút trời tại bọn hắn chạy đến trong nháy mắt, để tuấn đỏ cả vành mắt, cắn răng nghiến lời nói ra. Chư vị nghe lệnh, theo bản đế xuất chiến, hôm nay nhất định phải sang bằng vu tộc, vì ta tam đệ báo thù. Tam đệ chết tại hậu thổ trong tay, thù này hận này, không đội trời chung. Đông đảo yêu tộc cao tầng cùng nhau gật đầu, vốn cho rằng, huyền hoàng xuất thế, chính là hắn yêu tộc thế chân vạc thiên hạ bắt đầu, không nghĩ tới, vu yêu đại chiến nhanh như vậy lại bắt đầu. Huyền Hoàng A. Ngươi quá dũng A. Tốt nương môn, khí lực thật không nhỏ. Một đạo oán trách âm thanh âm vang lên, để chính tại công kích yêu tộc đám người, nhào nhào sửng sốt, để Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền nhất mang theo ô kim trường côn từ phế tích bên trong leo ra. Tam đệ. Ngươi không chết. Để Tuấn Thái nhất, đều là vui vô cùng, hai anh em trong mắt phím hồng, đây chính là bọn hắn huynh đệ A, huyết mạch tương liên tại huyền nhất bị đánh bay một khắc này nguyên lai tưởng rằng hắn hẳn phải chết thật không nghĩ đến hắn vậy mà sống lại với lại huyền nhất quanh thân khí thế tự hồ kinh khủng hơn một chút huyền nhất ngu ngơ cười một tiếng gãi đầu một cái nói đại ca nhị ca ta chỉ là bị một điểm thương không có gì đáng ngại bất quá này nương môn thật là hung ác a à, đem ta đập thành cho bụi nghe nói như thế Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là trận mắt khóc mồm, Tam Đệ A, à, ngươi bị đập thành cho bụi, ngươi thế nào không chết A. À? Ngươi thân thể này, thật đúng là quá được rồi. Hai anh em nhào nhào tiến lên. Thái Nhất vỗ vỗ huyền nhất bả vai, nghiêm túc nói ra. Về sau cũng không cho phép hồ nháo, cái kia 12 tổ vu, vì nhóm cường giả, ngươi há lại bọn hắn đối thủ. Đã ta Tam Đệ không có việc gì, hôm nay liền không đánh, như thế nào? Đế Tuấn nhìn xem 12 tổ vu, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng, hiện tại liền nhất lên vu yêu đại chiến, thích hợp sao? Phù hợp ngươi mổ mổ. Chúc Dung giận nói. Khi dễ chúng ta tiểu muội, liền muốn đi thẳng như vậy. Gọi huyền nhất tạp mau chim, ngươi đi ra, sự tình là ngươi gây, thái nhất cũng bảo hộ không được ngươi, ngươi không phải muốn tìm chúng ta 12 tổ vu sao? Muốn đánh nhau phải không đúng không? Đến, lão tử cùng ngươi. Chư vị huynh đệ, cùng một chỗ đánh hắn, cho chúng ta tiểu mùi xả giận. Chúc Dung nói như vậy, để cái khác tổ vu cực kỳ đồng ý, cái này gọi huyền nhất tam túc kim ô thật ngông cuồng, nhất định phải sửa chữa sửa chữa hắn, cho hắn biết, đến cùng ai mới là hồng hoang mãn phu chủng tộc. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05. Trở về thiên đình, thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Để Tuấn cùng Thái Nhất đều là một mặt ngưng trọng, xem ra cái này Vu tộc hôm nay không phải là muốn nhất lên đại chiến. Tam đệ triệt để điên cuồng. Quá một hơi thở dài một tiếng, những này Vu tộc giống trâu được trâu, khẳng định phải xông pha chiến đấu. Ân. Huyền Nhất, một mặt ngưng trọng nói ra. Tốt, vậy liền triệt để điên cuồng. Nói xong, hắn dẫn đầu sông hướng về sau thổ, hô lớn. Tiểu nương môn, lại ăn ta một gậy. Còn có cái khác tổ vu, các ngươi cùng lên đi, ta muốn đem bọn ngươi hết thảy làm té xuống đất. Huyền Nhất cười lớn, chiến ý bay thẳng vân tiêu, hắn tóc tai bù xù, toàn thân thái dương chân hỏa tràn ngập, giống như một tôn bất hủ chiến thần. Gặp một màn này, Thái Nhất tranh thủ thời gian che miệng của mình đi, hai con người kinh hãi nhìn xem mình đại huynh đế tuấn. Đế tuấn run rẩy thân thể, hắn muốn một bàn tay đem nhị đệ đập tiếng trong đất, bất đắc dĩ nói ra. Nhị đệ, cầu ngươi về sau không nên nói nữa một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, có thể chứ? Nhanh ngăn đón hắn. Đế tuấn nổi giận gầm lên một tiếng về sau, cùng Thái Nhất xông lên hư không, hai người riêng phần mình mặt mũi tràn đầy đắng chát dắt lấy huyền nhất hai cánh tay tam đệ nghe ta nói không nhưng lỗ mãn như thế ngươi nhị ca mới vừa rồi là nói những cái kia vu tộc điên cuồng hơn không phải nói ngươi nghe lời ta về nhà huyền nhất gãi đầu một cái nói dạng này a à, ta còn tưởng rằng nhị ca để cho ta điên cuồng đâu thế nhưng là đụng một cái đến mười hai tổ vu liền không nhịn được muốn điên cuồng liền muốn cùng bọn hắn đánh nhau đông đảo yêu tộc đều là mắt lộ ra vẻ kính sợ huyền hoàng đây là sao mà xung phong đi đầu a thân vì yêu tộc hoàng giả lại như thế không thương tiếc mình cũng phải vì yêu tộc lập tấm gương t đáng giá chúng yêu kính nể hắn tam túc kim ô huyết mạch bên trong chảy xuôi cùng vu tộc thù truyền kiếp trách không được nhất định phải đánh ngã 12 tổ vu đế tuấn thái nhất cũng là mắt lộ ra vẻ vui mừng không hổ là chúng ta tam đệ mặc dù hắn có chút mãn phu tính cách nhưng làm sự tình xứng được với huyền hoàng hai chữ huyền nhất ngươi cái tên này thật sự là đang tìm cái chết nhìn ta không giết chết ngươi chúc dung cái này táo bạo tính tình rốt cục nhịn không được dậm chân mà ra liền muốn đánh huyền nhất nhưng mà đúng vào lúc này hậu thổ lôi kéo tay của hắn nói chúc dung ca ca tiểu tử này có vấn đề vẫn là đừng đánh nữa vấn đề gì ta cũng mặc kệ ta liền muốn chơi hắn Hầu thổ bất đắc dĩ nói ra. Theo đại nghệ nói, kẻ này chỉ cần thân thể thụ thương, thực lực của hắn liền sẽ tăng trưởng. Nguyên bản hắn còn là một vị Thái ất Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, đánh lấy đánh lấy, trở thành một vị Đại La Kim Tiên. Chư vị ca ca, hôm nay không thích hợp ta vu tộc chiến đấu, không bằng tạm thời nhẫn một tay. Nghe vậy, để giang cũng là có chút ngưng trọng nhìn về phía Huyền nhất gia hỏa này, hiển nhiên một bộ tính con nít như thế không sợ chết đây là thật mãn phu a à? chẳng lẽ thân thể của hắn thật có kỳ quái như thế làm liền làm ai sợ ngươi a à? huyền nhất tránh thoát hai vị huynh trưởng tây xông lên phía trước hóa thành một đạo kim hồng hỗn độn thiên ma bổng, đã hung hăng nện ở chút dung trên thân âm âm chút dung một chút mất tập trung bị đánh vào dưới nền đất hắn toàn thân hỏa diễm cuồn cuồn vọt ra một quyền đánh phía huyền nhất Quanh. huyền nhất bị đánh bay mà đi toàn thân vết máu rơi đứng lên đến chúng tổ vu cùng một đám vu tộc ngay dại mẹ của ta ơi a à, cái này cũng chưa chết yêu tộc đám người cũng là sợ ngay người huyền hoàng ngưu bức như vậy sao tiếp nhận một vị tổ vu khủng bố như thế một kích đánh nhanh không thành nhân dạng lại còn có thể đứng lên đến huyền hoàng xe quỷ quát ầm lên Quy vũ a à huyền hoàng như thế không sợ chết, để chúng yêu nhìn không được rơi lệ, liền ngay cả đế tuấn cùng thái nhất, cũng là trong lòng cảm khái vạn phần, cái này tam đệ a, à, mãn về mãn, nhưng phần này khí phách, huynh đệ bọn họ mặc cảm. Hậu thổ ngưng trọng vô cùng nhìn xem huyền nhất, chỉ gặp huyền nhất thân thể, hiện lên một đạo đạo màu vàng ánh sáng, tại trong khoảnh khắc, tàn phá thân thể, cấp tốc biến thành nguyên bản bộ dáng. Cái này, nàng trừng lớn hai mắt, Gương mặt xinh đẹp đều là khó có thể tin. Mọi người thấy sao? Đại nghệ quát âm lên. Hắn so với chúng ta vu tộc còn vu tộc, chúng ta bốn vị đại vu thua vào tay hắn, cũng là tình có thể hiểu a. À? Đúng vậy a, à, hắn liền là một cái đồ biến thái, ai đánh lấy đánh lấy, thân thể sẽ tự động chữa trị. Mẹ nó, để Tuấn Thái nhất cái này hai cái tạp mau chim, như thế nào sẽ có khủng bố như vậy đệ đệ tên này nếu như là chúng ta người của vu tộc thì tốt biết bao a à. ngươi khoan hãy nói hắn cái này mãn phu tính tình còn thật sự cùng chúng ta vu tộc chuẩn xác đông đảo vu tộc con dân ở đây thảo luận không ngớt để gian mặc lộ vẻ vẻ phức tạp mà lúc này chúc dung liền muốn xuất thủ lần nữa để gian lập tức quát lớn dừng tay chúng ta trở về bàn cổ thần điện chợt để gian ánh mắt dời về phía đế tuấn thái nhất nói chuyện hôm nay không xong, người ta hai tộc, sớm muộn cũng sẽ giết cái lông trời lỡ đất. Chúc Dung mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, nói. Đại huynh, vì cái gì? Trở về nói. Để Giang Lôi kéo Chúc Dung tay, Chúc Dung thở dài, trước khi rời đi, hung hăng trừng mắt liếc huyền nhất, nói. Tiểu tử, ngươi có ít đồ a? À? Huyền nhất vừa mới khôi phục hoàn tất, cái này mới từ từ mở mắt phát giác tu vi của mình cảnh giới, sắp đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Tặc tử chạy đâu? Hắn liền muốn mang theo ô kim trường côn sông đi lên, để tuấn cùng thái nhất đều là lôi kéo tay của hắn, vận dụng hai người pháp lực, trực tiếp đem huyền nhất bắt về yêu tộc thiên đình. Còn lưu ở nơi đây đông đảo yêu tộc cao tầng, đều là hai mặt nhìn nhau. Bạch trạch nhẹ lay động quạt lông, cười nói. Chư vị, chúng ta huyền hoàng đại nhân, quá mãn a à dùng trí dũng song toàn hình dung hắn, tự hồ không quá chuẩn xác. Đúng là như thế, nhưng mà huyền hoàng đại nhân, như thế không sợ chết, quả nhiên là để cho ta kính nể a. À. Một vị bạch y nữ tử, nàng gọi thương dê, lúc này đôi mắt đẹp dị sắc lóe lên, nhìn qua thiên đình phương hướng, ngữ khí sùng kính nói. Bạch trạch nhẹ gật đầu, nói. Lần này mặc dù không có giết chết bốn vị đại vu, lại là đánh ra ta yêu tộc dũng mãnh khí phách, công lao tất cả huyền hoàng trên thân. Đi thôi, chúng ta trở về thiên đình. Tại huyền nhất trở về thiên đình trên đường, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ken. Chúc mừng ký chủ, cùng bốn vị đại vu giao chiến, ban thưởng ký chủ, thiên đế luân hồi quyền, Ken. Chúc mừng ký chủ, cùng hậu thổ tổ vu giao chiến, ban thưởng ký chủ hỗn độn ma thần tinh huyết, 30 giọt. Ken. Chúc mừng ký chủ, cùng chúc dung tổ vu giao chiến ban thưởng ký chủ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nghe đến mấy cái này ban thưởng huyền nhất nhìn về phía hệ thống nhà kho hắn đem thiên đế luân hội quyền quyển sách này dùng đại pháp thuật sao chép hai quyển lại đem ma thần tinh huyết phân ra ba cái bình nhỏ một bình chứa mười giọt đại ca nhị ca ta muốn bế quan những vật này các ngươi cầm có tác dụng lớn vừa tới thiên đình huyền nhất đem hai loại thần vật phân biệt ném cho đế tuấn cùng thái nhất, sau đó liền hướng phía lăng tiêu bảo điện bên trong nội các mà đi. Đế tuấn cùng thái nhất, đều là sững sờ nhìn lấy vật trong tay, tam đệ nói có tác dụng lớn, đây là vật gì? Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 một ngùng nuốt vào mười giọt hỗn độn ma thần tinh huyết nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đế tuấn nghi ngờ mở ra cái kia cái bình nhỏ tử chỉ một thoáng trùng thiên khí tinh hoa bay ra hư không biến thành giọt giọt kim sắc huyết cầu trạng nhị đệ cái này là người phương nào tinh huyết chẳng lẽ là bàn cổ đại thần đế tuấn mặc lộ vẻ vẻ kích động bởi vì hắn tại cái này kim sắc huyết cầu bên trong cảm nhận được tựa như khai thiên tích địa rộng lớn mênh mang. Thái nhất sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Cái này tinh huyết đủ để cho huynh đệ chúng ta căn nguyên đạt tới trước thiên ma thần đỉnh phong, đã là tam đệ tâm ý, đại ca nhanh nhận lấy đi." Hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàn bạc lực lượng, lúc này đứng tại chỗ nhìn trong tay bình nhỏ, một mặt vẻ phức tạp. Tam đệ từ chỗ nào tìm tới vật trân quý như vậy? Đế tuấn cũng là thận trọng đem bình nhỏ cất vào trong ngực, thở dài. Nhị đệ a, à, xem ra chúng ta tam đệ cũng không phải là thật mãn phu, mà là thô bên trong có mảnh A. Hắn bắt đầu nhìn không được khích lệ huyền nhất. Quyển sách này. Đế Tuấn ánh mắt dời về phía trong tay sách bị trắng tịch, trên đó viết năm cái chữ to màu vàng. Thiên đế luân hồi quyền. Đập vào mặt một cổ đế hoàng chi khí, khiến đế Tuấn tâm thần bất ổn, hắn dưới sự kinh hãi vội vàng cầm lấy cuốn sách này, lật ra tờ thứ nhất. Chỉ gặp từng cái nồng nọc kim sắc văn tự, hướng phía trong đầu của hắn hội tụ mà đi. Vô cùng vô tận huyền diệu đạo âm, vang vọng tại đế tuấn trong đầu, dường như đang cho hắn giảng đạo, để cả người hắn khí thế cũng biến thành càng kinh khủng. Nửa ngày về sau, đế tuấn đột nhiên mở to mắt, một mặt mừng rỡ nói ra. Đây là thần thông đại thuật, không thể không có luyện. Nhị đệ, như tu tới đỉnh phong, một quyền liền có thể dừng lại không gian, vặn vẹo nhân quả luân hồi, giết địch không dính nhân quả trấn sát thế gian hết thảy địch chủ yếu là giết địch không dính nhân quả cái này nói xong nói xong đế tuấn nhìn không được bắt đầu cười to vu tộc chính là đại địch của hắn nhưng mà mỗi làm yêu tộc giết chết một vị vu tộc thời điểm giữa thiên địa kiếp sát khí sẽ tăng trưởng một điểm đây chính là nhân quả hắn cũng không biết hồng hoang tu sĩ như dê con ngày đêm hấp thụ thiên địa linh khí lại không trả lại mẫu thân Hồng hoang cho dù rộng lớn vô biên, nhưng cũng không thể một mực bị vô cùng vô tận sinh linh hao lông dê. Bởi vì làm bản nguyên đại đạo, thiên đạo, cuối cùng rồi sẽ không cách nào gánh chịu. Tại tu sĩ chém chém vết vết thời điểm, sát khí cũng sẽ sinh ra, mà linh khí thì sẽ trở nên mỏng manh vô cùng. Mọi người chỉ biết vết chóc, có chút không thuận, liền ra tay đánh nhau. Mà cái này, tức là thiên địa lượng kiếp bản chất thiên đạo muốn thanh trừ một bộ phận sinh linh, duy trì hồng hoang thiên địa ổn định. Cũng có thể hiểu thành, nó không muốn để cho cái thế giới này quá chen chúc. Nhưng bây giờ, đế tuấn cùng thái nhất, thì là cảm thấy tiền đồ sáng lạn. Tam đệ huyền nhất đưa cho bọn họ bản này thiên đế luân hồi quyền, giết người không dính nhân quả, cái hiệu quả này như là hậu thiên chí bảo hồng mông lượng thiên xích. Chúng ta nhanh đi bế quan, luyện hóa tinh huyết, tu hành bản này thần thông đại thuật đế tuấn thái nhất, hai người trong lúc nói cười, hướng phía phòng bế quan bay đi. Cùng lúc đó, tại vàng sông lộng lẫy, bốn vách tường đều là vòng xoáy linh khí trong phòng, huyền nhất nhắm mắt ngồi tại giường bạch ngọc bên trên, quanh thân tràn ngập kim sắc thái dương chân hỏa, phía sau xuất hiện một vòng tam túc kim ô hư ảnh. Làm thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bị tế ra thời điểm, cả phòng tràn ngập vô biên sát khí. Hắc liên tại huyền nhất trước ngực xoay chậm chậm lấy, từng vệt u sáng lóng lánh, tự như đang phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa. Tại Long Hán đại kiếp thời điểm, mà tổ La Hầu bị Hồng Quân tổ bốn người âm chết, hắn Tru Tiên tứ kiếm bị Hồng Quân lấy đi, thí thần thương bay vào vực ngoại hỗn độn, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là không biết tung tích. Phải biết, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên phân hóa. Hỗn độn thanh liên thai ngén ra bàn cổ đại thần, tại mở ngày sau, hắn vẫn lạc tại hồng hoang các nơi. Sinh trưởng ra bốn cái hạt sen, một viên thành thuộc hạt sen hóa thành 24 phẩm tạo hóa thanh liên, lại bởi vì thiên đạo dung thân, lại chia ra làm ba. Hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, là nguyên thủy thiên tôn sở hữu. Củ sen hóa thành thái ất phất trần, là thái thanh lão tử sở hữu. Lá sen hóa thành thanh bình kiếm, là thông thiên giáo chủ sở hữu. Đây cũng chính là hồng liên trắng ngó sen thanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà xuất xứ. Cái này ba kiện linh bảo, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà phía sau ba cái không thành thuộc hạt sen, phân biệt hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên, tiếp dẫn đạo nhân sở hữu, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, minh hà lão tổ sở hữu, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, la hầu ma tổ sở hữu. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Ngồi ngay ngắn đài sen, phòng nữ kinh người, có thể hấp thu thế gian bạo ngược khí tức. Lúc này, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trong đó sở hữu cấm chế, đều bị hệ thống ban thưởng cho huyền nhất về sau, liền trực tiếp xóa đi. Cho nên, huyền nhất có thể trực tiếp lấy ra dùng, nhưng hắn thì là đối cái này đồ vật không có chút nào hứng thú, không thể đánh người đồ vật, muốn nó làm gì dùng. Huyền nhất mất hết cả hứng đem ném vào hệ thống nhà kho. Chợt, hắn đem ánh mắt dời về phía bình nhỏ. Hắn biết, cái này là có thể tăng lên mình nền móng đồ vật một cái sinh linh đời này có thể tu hành đến cảnh giới gì, cùng nền móng có quan hệ. Nền móng phân chia. Hậu thiên sinh linh, tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma, hỗn độn thần ma, phân biệt có bốn cái nhỏ cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Hiện tại huyền nhất căn nguyên, ở vào trung cấp tiên thiên thần ma. Hắn dạng này nền móng, tu hành đến chuẩn thánh cảnh giới là không có vấn đề, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, đó là không có khả năng nền móng, đại biểu cho một cái sinh linh phúc duyên phải chăng thâm hậu, mà chỉ có thâm hậu phúc duyên người mới có thể thu được hồng hoang thiên địa ưu ái. Nền móng cao, trên tu hành hạng cao, vận khí tốt, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Huyền Nhất đem bình nhỏ mở ra, nhìn thoáng qua bên trong phân biệt rõ ràng 10 giọt dòng máu vàng, cầm tới bên miệng, trực tiếp đổ vào trong miệng. Chỉ một thoáng, giống như nhàm tương nhập thể, Huyền Nhất sắc mặt trong nháy mắt trở nên nóng đỏ hắn toàn thân bốc lên cuồn cuộn khói trắng, cả phòng trở nên ô yên chướng khí. Trong thân thể truyền đến lửa nóng thiêu đốt cảm giác, để hắn cảm thấy mình như là một ngọn núi lửa. Huyền nhất gào thét một tiếng, cầm lên trên giường hỗn độn thiên ma bổng, hóa thành một đạo kim hồng, bay ra phòng bế quan. Đúng lúc, Bạch Trạch cùng Phục khi đi ngang qua nơi đây, hai yêu đột nhiên cảm thấy một cổ hừng hực khí tức đập vào mặt, bọn hắn kinh ngạc nhìn một đạo kim quang thoát ra ngoài điện đây không phải huyền hoàng sao hắn phục khi ngạc nhiên vô cùng chẳng lẽ hắn lại muốn tiến công vu tộc nghĩ tới đây hắn biến sắc nói với bạch trạch nhanh ngăn cản hắn hai người lập tức thi triển phi hành thuật đuổi tới ngoài điện trên bầu trời chỉ gặp huyền nhất tại thiên không điên cuồng vung vẩy cây gậy giống như một tôn phát cuồng thần ma đem phương viên ngàn vạn dặm hư không đánh vặn vẹo sụp đổ Từng đợt tiếng oanh minh truyền vào Đông đảo yêu tộc trong tai, vô số đạo lưu quan bay tới, toàn bộ đều là tu sĩ yêu tộc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn trên bầu trời huyền nhất, huyền hoàng đây là ý gì? Vì sao độc thân ở đây vung vẩy thần khí? Ta nhìn a, à, huyền hoàng đây là đang có ý riêng. A, à, thương dương mùi tử, ngươi cho chúng ta giảng giải một cái đi. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Huyền nhất suýt nửa nổ đầu mà chết, bị ném nhập thiên trì bên trong. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thương Dương chấp hai tay sau lưng, đôi mắt đẹp đánh giá chính tại thiên không điên cuồng vung vẩy cây gậy huyền nhất, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Huyền Hoàng đây là đang dùng hành động nói cho chúng ta biết, tu hành không thể lười biếng không trải qua một phen hàng triệt cốt, sao đến hoa mai sông vào mũi hương. Nói xong lời này, nàng đối huyền nhất sùng kính chi tâm, lần nữa đề cao một cái vĩ độ. Ta hiểu. Bạch trạch hít sâu một hơi, chỉ vào trên trời huyền nhất, cao thâm mạc trắc nói ra. Mọi người nhìn, huyền hoàng đại nhân mỗi một lần vung vẫy thần khí, phản phất đều đã dùng hết chỗ có sức lực, cái này nhìn như thật đơn giản vung vẫy, kỳ thực, lại ẩn chứa đại đạo chí lý A cái khác một đám yêu thánh cũng là một mặt kính úy nhìn lên trên trời huyền nhất không hổ là bạch trạch yêu thánh bọn hắn vậy mà nhìn không ra nhưng mà bạch trạch yêu thánh đã nhìn ra bằng không người ta có thể là quân sư chư vị chúng ta sao có thể rét lạnh huyền hoàng đại nhân tâm thương dương trong mắt si mê càng thêm nồng đậm nàng liếc nhìn một đám tu sĩ yêu tộc trầm giọng nói huyền hoàng tại hiệu triệu chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tu hành chúng ta còn đang chờ cái gì? Nàng bay đến thiên khung, hai tay cầm xương phiến, bắt đầu tu hành thần thông đạo Pháp. Chỉ gặp nàng dáng người yếu điệu tại uyển chuyển nhảy múa, cùng huyền nhất lộn xộn vô tử đấu Pháp, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Gặp nàng xung phong đi đầu sông đi lên, bạch trạch cùng phục khi càng là một mặt vẻ xấu hổ, bọn hắn cũng nhanh chóng dẫn đầu đông đảo tu sĩ yêu tộc, bay lên không trung. Quả nhiên là bầy yêu súng xiết, cao lớn yêu tướng từng cái triển lộ ra, hữu thần hổ trùng thiên ngạo rít gào có đằng trắng du tẩu bầu trời thần hà bắn ra bốn phía rực rỡ màu sắc thời gian dần trôi qua bay lên không trung yêu tộc càng ngày càng nhiều hàng ngàn hàng vạn không thể tính toán cái này thật lớn một mạng tự nhiên là đưa tới hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả chú ý ánh mắt của bọn hắn cũng tận số nhìn về phía thiên đình tình huống như thế nào yêu tộc đây là đang duyệt binh xem ra vu yêu hai tộc quyết chiến gần ngay trước mắt đúng vậy a à, nhất là vị kia tân tấn hoàng giả huyền nhất ngươi nhìn hắn bán thêm sức lực chật chật yêu tộc có như thế dũng mãnh chăm chỉ hoàng giả không được thiên hạ không thể nào nói nổi a à. ai từ xưa đến nay có thể cung cấp dưới hòa mình chỉ sợ cũng chỉ có vị này huyền nhất không sai hắn mãn về mãn nhưng hắn được xưng tụng một vị hợp cách hoàng giả nói thật ta đối với hắn có hảo cảm ngoại trừ các vị đại thần thông giả nghị luận, bất chu sơn bàn cổ thần điện bên trong 12 tổ vu, cũng là bị yêu tộc một màn này chính không nghĩ ra. Đây là đang thị uy sao? Hậu thổ suy tư một lát, đột nhiên biến sắc, nói ra. Chư vị ca ca, tiểu tử này là tại mịt mờ nói cho chúng ta biết, lần tiếp theo, hắn sẽ mang theo vô số yêu tộc, sang bằng ta bàn cổ thần điện. Chúc cửu âm thở dài một tiếng, nói ra. Không sai, tiểu mũi nói không kém chút nào hắn chính là cái này ý tướng chút cửu âm chính là vu tộc trí giả hậu thổ trí thông minh gần với hắn cho nên lời hắn nói từ trước đến nay thù mọi người coi trọng tốt một cái đế tuấn thái nhất đã vậy còn quá dạy bảo đệ đệ của mình quá càng rỡ để giang đang nghĩ chờ bọn hắn vu tộc luyện ra đô thiên thần sát đại trận về sau chuyện thứ nhất chính là muốn đem thiên đình hủy diệt mà cùng lúc đó tại đế tuấn thái nhất tu hành trong phòng hai anh em riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa đang tại tu tập thiên đế luân hội quyền thế nhưng là đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đợt sao động âm thanh cái này khiến hai anh em mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bình thường tu sĩ yêu tộc thông lệ triều hội về sau đại đa số đều riêng phần mình trở về đạo trường của chính mình ai sẽ tụ tập tại thiên đình chung quanh còn như thế cãi lộn hỗn trướng còn có để hay không cho chúng ta tu hành." Thái Nhất hít sâu một hơi, đứng dậy phất ống tay áo một cái, phòng bế quan đại cửa bị đẩy ra, hắn bay ra ngoài điện, đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Trên bầu trời, bầy yêu súng xích, dãy dù xấu xí thân thể, lại riêng phần mình một mặt nhiệt huyết, tự như là từng cái đánh thắng trận tướng quân, đang tiếp thụ vạn dân triều bái. "Cái này mẹ nó, ai cho mặt của các ngươi? Chẳng lẽ không biết, yêu tộc bản thể bạo lộ ra?" rất khó coi sao đông hoàng thái nhất sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh hắn đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ một tiếng để bọn hắn xéo đi thời điểm chợt phát hiện chúng yêu trung tâm chỗ một cái tam túc kim ô thân ảnh tam đệ ngươi vì sao cũng tại hồ nháo thái nhất vội vội vàng vàng bay đi lên đẩy ra từng cái yêu tộc hắn nhìn huyền nhất một chút lập tức như rớt vào hầm băng huyền nhất bộc lộ ra mình bản thể một triệu trượng độ cao toàn thân tràn ngập kinh khủng thái dương chân hỏa kinh khủng đến cực điểm thái nhất liếc mắt liền nhìn ra đến đây là bị kinh khủng đồ vật che đậy tâm trí đông hoàng thái nhất lập tức tế ra hỗn độn chung đem chiếu rọi tại huyền nhất trên thân cái này tiên thiên chí bảo có thể trấn áp thời gian không gian trong chốc lát cuồng cuồng hỗn độn thánh uy đánh tan huyền nhất trên người nóng rực chi lực huyền nhất cũng biến thành hình người bọc lấy một bộ kim bào hôn mê bất tỉnh từ hư không rơi xuống phía dưới quá vừa thi triển pháp lực để huyền nhất thân thể đình chỉ tại hư không hắn lúc này mới thở dài một hơi tiến lên đem hắn cổng lên người đông hoàng chuyện gì xảy ra phục khi nghi ngờ hỏi ngươi còn hỏi đông hoàng thái nhất trừng mắt liếc hắn một cái giận nói huyền nhất hắn tẩu hỏa nhập ma suýt nửa mệnh tan ở đây ngươi lại mang theo đông đảo yêu tộc đang khiêu vũ phục khi nếu như mùi mùi của ngươi không phải thánh nhân, ta đều cho là ngươi là vu tộc phái tới nội ứng. Ở đây, liền hy hoàng địa vị cao nhất, cho nên đông hoàng thái nhất, trước tiên, đem quản hạt bậy yêu họa loạn nơi đây trách nhiệm, theo ở trên người hắn. Hắn không có thời gian hỏi nhiều như vậy, giờ phút này tam đệ huyền nhất vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hắn cần phải đi tìm đại ca đế tuấn, cùng nhau đối mặt việc này. Phục khi nhìn xem Đông Hoàng bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói. Cái này có quan hệ gì tới ta a?" À? Bạch Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Thương Dương mùi tử đâu?" Hắn nhìn chung quanh, lại tìm không thấy Thương Dương thân ảnh, Bạch Trạch thở dài, nói: Hy hoàng, chúng ta đều là phụng ngài là hoàng giả, liên quan tới việc này, ta các loại không có tư cách hướng đông hoàng cùng thiên đế giải thích, chỉ có ngài ra mặt." Nói xong, Bạch Trạch trên thân huyền quang lóe lên, lập tức mất tung ảnh. Phục khi đứng tại chỗ rung lên thật lâu, đột nhiên hô to. Bạch Trạch, ta rất lâu không gặp mùi mùi, ta nhớ nàng, ngươi đi nói đi, ta muốn đi qua hoàng cung ở một thời gian. Mà lúc này, đế tuấn cùng thái nhất, mang theo huyền nhất, đi tới thiên đình hậu phương ức vạn năm hình thành tự nhiên lạnh ao. Trong cái này chi thủy, chính là cửu thiên chi thượng sông băng chi thủy, cho dù là thái ất kim tiên nhảy vào đi, cũng sẽ bị cống đến thần bất thủ xá đem tam đệ ném vào a à. để tuấn nói xong lời này một mặt phức tạp ngồi xuống từ huyền nhất trong tay móc ra đến một cái bình nhỏ gia hỏa này còn nắm thật chặt nhìn thoáng qua bình huynh đệ hai người đối mặt thật lâu đều là không nói gì đông hoàng thái nhất thở dài đại ca chúng ta vẫn là tìm một chút sẽ hầu hạ người nữ yêu chiếu cố tam đệ a à. một cái bình tinh huyết bị hắn một lần uống sạch sẽ ta nói hắn vì sao lại thần chí không rõ, không có bạo thể mà chết, đã coi như là hai huynh để chúng ta tích đại đức. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Đông Hoàng Thái nhất cho huyền nhất tìm hai vị nữ yêu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ha ha, thật sự là tổ tiên có đại đức a à, không phục không được đế tuấn nói ra hắn cái này mãn phu tính tình hoàn toàn chính xác không thể tùy theo hắn vậy ngươi nói nên tiền nào nữ yêu chiếu cố hắn nghe vậy đồng hoàng thái nhất vuốt càm suy tư sau một hồi lâu nói ra thương dương như thế nào cái này mùi tử là giữa thiên địa cái thứ nhất dê trắng thực lực tại chuẩn thánh trung kỳ từ nàng đi theo tam đệ bên người không thể tốt hơn bất quá chỉ nàng một cái đoán chừng hay là không thể để ta cái này mãn phu đệ đệ rơi vào bể tình hắn sợ là còn biết không ngừng kiếm chuyện cho nên không bằng lại tới một cái cửu vĩ hồ yêu một trái một phải để hắn tình thế khó xử đông hoàng thái nhất cười giả dối tam đệ a à, ngươi nhị ca cũng không tin hai cái nhuyễn ngọc ôn hương mùi tử bồi tiếp ngươi ngươi còn biết giống nhỏ trâu được trâu lỗ mãn cũng nên thu liễm một chút tính tình làm bình thường tam túc kim ô. Nghe nói lời này, để Tuấn nghĩ nghĩ, trong đầu xuất hiện một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử, quyến rũ cùng thanh thuần, hỗn hợp với nhau, quả thực là thế gian vưu vật. Đây là yêu tộc chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, giữa thiên địa cái thứ nhất cửu vĩ hồ yêu, tại yêu tộc bên trong, không biết nhiều thiếu đại thần thông giả, đối nàng si mê đến gần như điên cuồng. Nhưng mà, nàng cùng thương dương, một lòng trung với thiên đình, Xưa nay không đàm phong hoa tuyết nguyệt. Điều động hai vị thần nữ, làm huyền nhất thị nữ, đích thật là có thể làm cho hắn phân tâm, nói không chừng còn có thể sửa lại tính tình của hắn. Tốt, đợi tam đệ tỉnh lại, chúng ta liền đi cho hắn xử lý chung thân đại sự. Để Tuấn hai tay chấp sau lưng, cười cực kỳ vui mừng, hai anh em họ, liền cái này một cái đệ đệ, nhất định phải để hắn thật sớm cưới vợ, sinh dục dòng giỏi, cũng tốt vì yêu tộc tương lai làm kiến thiết cùng lúc đó hai người nhìn xem trong ao huyền nhất hắn hiện ra bản tướng chính là một cái tam túc kim ô nhưng mà để đế tuấn cùng thái nhất nghi hoặc không thôi giờ phút này thiên trì chi thủy hội tụ thành từng đạo tinh hoa còn như bách xuyên quy hại hướng phía huyền nhất trong cơ thể dũng mãnh lao tới bọn hắn không biết huyền nhất căn nguyên đã tăng lên tới sơ cấp hỗn độn thần ma cấp độ nếu như là đế tuấn hai huynh đệ phục dụng mười giọt hỗn độn tinh huyết tuyệt đối không cách nào toàn bộ hấp thu, chỉ có thể luyện hóa một phần trong đó thần lực. Cho nên đột phá không đến cao như vậy nên móng cấp độ. Mà huyền nhất, hắn lúc trước thu được hồng mông đạo thể thể chất, loại thể chất này, chính là điềm báo ước sinh linh mộng ngủ để cầu. Theo chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, nhục thể của hắn cường hoành độ, chỉ sợ muốn so vu tộc còn vì đáng sợ. Thân thể tự như là một cái vật chứa, chỉ có cường độ đầy đủ, mới có thể hoàn mỹ hấp thu thiên địa linh tài. Hắn căng nguyên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem thiên trì bên trong huyền nhất, hắn trợn mắt hốc mồm, phản phất trong lòng nhất lên sóng biển ngập trời, thật lâu không cách nào lắng lại. Sơ cấp hỗn độn ma thần căng nguyên. T. Để tuấn hít sâu một hơi, kích động hô lớn. Ta đệ huyền nhất, có thánh nhân chi tư. Hồng hoang trong thiên địa, cho dù là tam thanh, cũng chỉ là cao cấp tiên thiên thần thánh. Liền xem như tiên đạo ma thần Hồng Quân, hắn đang khai thiên tích địa về sau, bị bàn cổ một búa chém giết về sau, lưu lại tiên đạo bản nguyên, ngưng tụ làm Hồng Quân đạo nhân. Nhưng nền móng cũng không có thời kỳ toàn thịnh kinh khủng, theo hắn huynh đệ suy tính, sợ cũng là sơ cấp hỗn độn ma thần. Ba chúng ta để căn nguyên, vậy mà có thể cùng vị kia sánh vai, cái này. Đây thật là khó có thể tưởng tượng a. À thái nhất cũng là bị chấn động đến đầu ngất đi toàn thân run rẩy hồng hoang loạn hay không hồng quân định đoạt trong thiên hạ ngoại trừ đại đạo cùng thiên đạo còn có trốn vào vực ngoại hỗn độn không biết tung tích nhướng mày hồng quân chính là được công nhận thiên hạ đệ nhất cường giả có thể nghĩ huyền nhất căn nguyên cho đế tuấn thái nhất hai huynh đệ mang đến cỡ nào to lớn trùng kích cái này trong bình nhỏ chứa tinh huyết vô cùng trân quý a à đế tuấn ánh mắt phức tạp nhìn xem thiên trì bên trong huyền nhất thân ảnh nói ra trân quý như thế thần vật tam đệ long mày đều không nháy một cái trực tiếp đưa cho chúng ta phần này tình huynh đệ ta đế tuấn đời này quyết không phụ hắn đúng huynh đệ chúng ta ba cái tuyệt đối sẽ không giống như tam thanh mặt cùng lòng không cùng thái nhất vừa cười vừa nói mà vào lúc này huyền nhất cũng mở mắt hắn cảm giác sắp đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ quanh thân pháp lực cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Đại ca nhị ca, các ngươi làm sao tại cái này? Bay ra thiên trì, đi vào đế tuấn thái nhất bên người, huyền nhất nghi ngờ hỏi. Đế tuấn thái nhất nhau nhau lườm hắn một cái, gia hỏa này còn không biết, bởi vì hắn, đông đảo yêu tộc nhau nhau bắt đầu khiêu vũ. Hai huynh để căn dặn huyền nhất, về sau đừng lại lỗ mãn rồi, sau đó liền mang theo hắn đi vào lăng tiêu bảo điện đế tuấn triệu hoán thương dương cùng cửu vĩ hồ yêu đến đây theo hai vị đại mỹ nữ bước vào trong điện thái nhất dùng có khóe mắt liếc qua trọng liếc một cái huyền nhất huyền nhất ngồi tại kim loan trên bảo tọa một cái chân khoác lên một cái khác trên đùi lung lay chân miệng bên trong nhai lấy gan rồng phượng gan một cái tay mang theo một cái bầu rượu thỉnh thoảng hướng miệng bên trong mảnh liệt trót đông hoàng thái nhất tỉnh huynh đệ mau nhìn có mỹ nữ chớ ăn được không nhưng mà huyền nhất, lại mí mắt đều không nhất một cái, là hết muốn đi Đông Hải bắt giết mấy đầu lông, trở về nấu canh uống. Đế Tuấn Thương Dương, bái kiến thiên đế, Đông Hoàng, huyền hoàng. Thương Dương cùng cửu vĩ hồ yêu đứng chung một chỗ, hai yêu riêng phần mình hướng về kim loan trên bảo tọa ba vị hành lễ. Các nàng đứng chung một chỗ, giống như một đôi hoa tỉ mùi, Thương Dương thì là thanh thuần mỹ lệ, mà cái kia cửu vĩ yêu hồ, gương mặt xinh đẹp thanh thuần bên ngoài, thì là thêm một vòng mị hoặc. Ta tam đệ huyền nhất, bên người thiếu hai vị hộ vệ. Thương dương ái khanh, nhỏ bạch ái khanh, các ngươi đều là chuẩn thánh chi thân, bảo hộ ta tam đệ an toàn chuyện này, liền ta cầu các ngươi rồi. Đế Tuấn đứng dậy, ngữ khí ôn hòa nói. Cửu vĩ hồ yêu tự xưng tiểu bạch, cho nên rất nhiều yêu tộc đều gọi nàng tiểu bạch. Đế Tuấn chính là yêu tộc thiên đế, tập ức vạn vạn yêu tộc khí vận vào một thân trong chốc lát vô tận pháp tắc hình thành một đạo thiên đế pháp chỉ trên đó câu chữ ông ông tác hưởng quanh quẩn tại điềm báo ức yêu tộc bên tai một ngày này yêu tộc quần thể chấn động không biết bao nhiêu ít yêu tộc nam tử ủ rũ tự như đã mất đi hy vọng sống sót thương dương nữ thần tiểu bạch nữ thần trở thành huyền hoàng hộ vệ xong hai vị này thiên tư tuyệt sắc yêu tộc nữ thần cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến cẩn tuân thiên đế pháp chỉ chúng ta thế tất bảo vệ tốt huyền hoàng an toàn thương dương cùng tiểu bạch đều là chắp tay nói ra ở trong mắt thương dương nàng đối huyền hoàng rất là kính nể mặc dù trước đó mình hiểu lầm hắn nhưng hắn thẳng tiến không lùi nhằm vào vu tộc khí thế vẫn là thật sâu để nàng chấn động theo cho nên nghe được bảo hộ huyền nhất trách nhiệm giao cho nàng thương dương tự nhiên là vui vô cùng mà tiểu bạch cũng chính là cửu vĩ yêu hồ thì là sắc mặt lạnh nhạt trong mắt hắn thế lên bất luận cái gì nam tử chỉ cần gặp nàng đều sẽ thần phục tại dưới gấu quần của nàng ha ha vô luận là mãn phu vẫn là trí giả cuối cùng đều sẽ như là con ruồi vây quanh nàng xoay quanh tiểu bạch dùng mỹ hoặc ánh mắt nhìn về phía huyền nhất một đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng tự tin đại ca nhị ca nơi này đợi không có ý nghĩa ta muốn đi hồng hoang du lịch huyền nhất ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn thương dương cùng tiểu bạch hắn một lòng chỉ muốn chiến đấu cho nên hiện tại đứng dậy muốn đi một bộ truyện khá ổn về mô phỏng mình có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 09 mãn phu a hắn lại phải bắt đầu đánh nhau nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tiểu bạch Hừ. Gia hỏa này là thật không thấy được ta, còn là cố ý như thế. Ta đã hiểu. Hắn là đang chơi dục cầm Cố Túng. Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, mọi người đều nói, Huyền Hoàng chính là mãn phu, bất quá dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là bề ngoài của hắn thôi. Nhìn xem Huyền Nhất bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện, để Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đều là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cái này tam đệ, làm sao đối nữ sắc một bộ làm như không thấy bộ dáng hai vị ái khanh các ngươi nhanh đi theo hắn hắn đi nơi nào các ngươi liền đi nơi đó không thể mất dấu đế tuấn vội vàng nói tiểu bạch cùng thương dương đều là bay ra ngoài hai yêu thi triển chuẩn thánh thực lực rất nhanh liền đuổi kịp huyền nhất đột nhiên các nàng xem đến huyền nhất đứng tại trong hư không hai yêu đường vòng trước mặt hắn nhìn xem hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đều là cảm thấy không hiểu thấu Huyền Hoàng, ngài đang suy nghĩ gì? Thương Dương cổng tay nhỏ, duỗi cái đầu, cười doanh doanh nhìn xem Huyền Nhất. Huyền Nhất nói ra. Ta đang nghĩ, yêu tộc thiên đình có thể hay không dùng một cái tay dơ lên đến. Nghe được câu này, Thương Dương nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Có ngài nói như vậy sao? Đem nhà của mình cho dơ lên đến. Tiểu Bạch thở dài, nàng lắc đầu, xem ra nàng vẫn là suy tính sai cái này huyền hoàng liền là một cái mãn phu chỉ muốn dùng mang lực giải quyết sự tình ai đáng tiếc cái này anh tuấn uy vũ bộ dáng các ngươi chớ cùng lấy ta ta muốn đi tìm người khô đỡ huyền nhất nhìn thoáng qua hai nữ trung khí mười phần nói hắn hướng phía phía dưới bay đi bất tri bất giác đã đi tới bất chu sơn hai nữ đương nhiên sẽ không rời đi hắn khi bọn hắn lúc đến nơi này đều là giật mình bất chu sơn phương viên ức vạn dặm có vô số vu tộc bộ lạc ở đây sinh sôi song song hắn muốn đánh nhau hai nữ ngăn đón tại trước người hắn nói hết lời khuyên hắn không nên trêu chọc vu tộc bằng không có thể sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến thế nhưng là huyền nhất người này từ khi bị hệ thống rút tra trí thông minh về sau trong đầu ngoại trừ mỹ thực bên ngoài chỉ còn lại đánh nhau không cho hắn đánh nhau hắn cảm giác mình sẽ bị nhịn gần chết tránh ra, mau tránh ra. Hai cái nương môn thật sự là không hiểu chuyện. Huyền nhất thô lỗ đẩy ra các nàng, tiến về phía trước một bước, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, không bao lâu, đã là trăm vạn trượng thân thể, cầm trong tay hỗn động thiên ma bổng. Phía trước là người nào bộ lạc? Dẫn đầu, ngươi mau ra đây cùng bản hoàng một trận chiến. Huyền nhất ánh mắt, ngắm nhìn phía trước vu tộc đại bộ lạc, hắn biết nơi này là vu tộc bộ lạc, nhưng thì tính sao? làm liền xong rồi bất quá đánh một chút nhỏ yếu không phải là phong cách của hắn muốn làm cũng muốn làm dẫn đầu tiểu bạch thương dương hai nữ còn như trong gió tàn liễu trong lòng thất vọng vô cùng ngược lại cũng không phải là bởi vì huyền nhất mãn hắn mãn về hắn mãn nhưng chúng ta là mỹ nữ a à, không sĩ diện người nói đẩy ra liền đẩy ra còn giống đẩy tiểu hài đáng giận a à? đúng lúc này vu tộc trong bộ lạc vang lên rối bời thanh âm, chỉ gặp một cái khôi ngô đại hán, đỉnh lấy trăm vạn trượng thân thể đi ra bộ lạc. Hắn chính là tổ vu cộng công, quanh thân quanh quẩn lấy thủy hệ đại đạo, làn da hiện ra màu xanh, một bộ thô kịch vô cùng bộ dáng. Lại là ngươi cái này con chim nhỏ. Cộng công cười lạnh một tiếng về sau, hắn đấm ra một quyền, thiên hà chi thủy đảo lưu, tụ tập thành một đạo kinh khủng khí lưu. Một quyền này, sẽ rách hư không hàng rào, hướng phía huyền nhất quanh kích mà đi huyền nhất cười to nói tới tốt lắm hắn mang theo thiên ma bỗng liền đập đi lên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang cái kia quanh quẩn ở hư không to lớn khí lưu trực tiếp bị đánh tan nhìn thấy một màn này vô số vu tộc con dân đều là trận mắt hốc mồm trời ạ à, nghe nói lần trước huyền nhất bị nền hấp hối nhưng hắn chung quy là đứng lên không nghĩ tới lần này thế mà một kích phá cộng công tổ vu một chiêu Cộng công kinh ngạc nhìn thoáng qua huyền nhất, vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng không phải một cái đại la sơ kỳ có thể chống đỡ. Tiểu tử này trong tay cây gậy, có vấn đề. Bất quá cũng không sao, cộng công phóng tới huyền nhất, cười nói. Tại lực lượng chân chính trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Rất nhanh, hắn cùng huyền tại thiên không triển khai cận thân giao chiến. Huyền nhất trong tay hỗn độn thiên ma bổng, mặc dù là hỗn độn linh bảo, nhưng mà tổ vu thân thể đó là có thế tùy tiện phá phòng cho nên tình cảnh này liền như là một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử tại cùng một cái nam tử trưởng thành vật lộn cộng công nhất quyền nhất cước đem huyền nhất đánh bay vô số lần nhưng hắn mỗi lần đều quỷ dị bay trở về giống một cái dẫm không chết tiểu cường dũng cảm tiến tới với lại huyền nhất khí thế còn trở nên càng ngày càng mạnh nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ huyền hoàng an toàn sao có thể nhìn xem hắn thụ thương thương dương đột nhiên tỉnh ngộ nàng xông lên không trung vung ra hai cái xương phiến xoay tròn lấy cuồn cuộn yêu khí công hướng tổ vu cộng công mà tiểu bạch cũng là cầm trong tay một cây màu bạc trôi, đứng lặng tại hư không mỗi một trôi đều có thể nát núi liệt thiên xen lẫn vô cùng đáng sợ lực lượng pháp tắc cộng công đang tại buồn rầu như thế nào dết chết huyền nhất thời điểm lại phát hiện hai vị chuẩn thánh cảnh cường giả ra trận hắn lập tức thi triển nước chi đại đạo một thân thực lực lần nữa tăng vọt vô số lần chờ một chút trước tạm dừng đúng lúc này huyền nhất úng thanh úng khí nói ra cộng công cười lạnh nói ha ha ngươi sợ sao huyền nhất lắc đầu hướng phía tiểu bạch cùng thương dương nói ra các ngươi lui ra ta không thích tại ta đánh nhau thời điểm có giúp đỡ cộng công xú điểu ngươi đây là đang vũ nhục ta cộng công trước đó không có vết chết huyền nhất hắn không có phẫn nộ hai cái chuẩn thánh ra trận hắn cũng không có phẫn nộ nhưng bây giờ thì là hai mắt xích hồng tại gần như điên cuồng biên giới du tẩu một cái đại la kim tiên sơ kỳ tam túc kim ô thế mà không cần giúp đỡ muốn cùng hắn đơn đấu quá càng rỡ mà liền ngay cả thương dương cũng là im lặng đến cực điểm chợt nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt nhiệt lệ cuồn cuồn tiểu bạch chúng ta lui ra đi huyền hoàng là sợ chúng ta bị thương tổn hắn là một cái nam nhi cho nên hắn muốn bảo hộ chúng ta chúng ta liền theo hắn đi tại hắn có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm lại vào trận nghe được thương dương nói như vậy tiểu bạch thì là cảm khái vô cùng mọi người đều biết thương dương tại yêu thánh trong hàng ngũ trí thông minh gần với bạch trạch nàng nhất định có đạo lý xem ra huyền hoàng ngược lại là biết yêu hương tích ngọc Tiểu Bạch đối Huyền Nhất độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên. Rất nhanh, Huyền Nhất lần nữa cùng cộng công triển khai giao chiến, hắn bị lần lượt đánh bay về sau, tu vi cuối cùng đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thấy cảnh này, sở hữu vu tộc đều trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó, đánh không chết ngươi coi như xong, ngươi còn đột phá. Thấy không? Thương Dương cười nói. Ta liền nói, Huyền Hoàng đại nhân đang bảo vệ chúng ta, hắn biết Hắn tiếp súng sẽ đột phá, cho nên mới như thế nghĩa vô phản cố. Tiểu bạch không kịp thương dương tỷ tỷ thông minh, bội phục A. À. Tiểu bạch gương mặt xinh đẹp đều là vẻ kính nể, thương dương nói ra. Nhỏ bạch mùi mùi, ngươi liền theo ta học đi, đủ để ngươi cả đời hưởng thụ. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 10 Tu Vi đột phá đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, truy sát tổ vua. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cộng công, ta đến giúp ngươi. Lúc này, giữa sân vang lên một cái âm thanh lớn, ông ông tác hưởng, chấn đám người mắt nổi đom đóm, thân thể phát trung. Đông đông đông. To lớn tiếng bước chân truyền đến, lọc vào trong tầm mắt nhìn lại, chút dung toàn thân thiêu đốt lên hỏa long, giống như một tòa thái cổ thần sơn, hướng phía cộng công chạy tới. Đại địa chập chờn, từng tòa cự sơn bị chấn là bột mịn. Hảo huynh đệ, mau tới trợ ta giết yêu nghiệt này. Cộng công chính đang rầu rĩ làm sao giết chết huyền nhất, giờ phút này nhìn thấy cộng công đến đây, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Có hai vị tổ vu xuất thủ, cái này xú điểu còn có thể không chết. Gặp một màn này, thương dương phẫn nộ quát. Hai cái tổ vu đánh một cái đại la kim tiên nhỏ bạch mùi mùi, chúng ta nhanh đi trợ huyền hoàng một chút sức lực. Mặc dù các nàng không phải hai vị tổ vu đối thủ, nhưng đế tuấn giao phó cho, muốn các nàng bảo hộ huyền nhất. Lúc này chỉ có thể kiên trì xong về phía trước. Nhưng rất nhanh, hai nữ liền là bản thân bị trọng thương, căn bản không phải cộng công cùng chút dung đối thủ, thân thể ngã tại phía trên ngọn núi lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Gặp một màn này, chút dung cùng cộng công đều là cười ha ha. Huyền Nhất, hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Chúc Dung dùng ra lửa chi đại đạo, ức vạn đầu hỏa long bay đầy trời đến, vọt thẳng hướng trong hư không Huyền Nhất. Không cần. Thương Dương cùng Tiểu Bạch đều là hàng cả giọng hô to. Nhưng mà, hỏa long những nơi đi qua, hết thảy đều là biến thành hư vô, liền ngay cả hư không hàng rào cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Hai nữ ngơ ngác nhìn bầu trời, vừa rồi Huyền Nhất chỗ đứng, hiện tại rỗng tuyết huyền hoàng bị giết. Các nàng nước mắt rơi như mưa, không chỉ ở cảm khái cái này mãn phu thẳng tiến không lùi, dù là liều tính mạng cũng muốn công kích vu tộc, càng là tại tuyệt vọng. Nên như thế nào hướng thiên đế cùng đông hoàng giao phó? Vu tộc bộ lạc đám người, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, bắt đầu đàm luận nhau nhau. Chết tốt lắm, đáng đời. Con này xú điểu so với chúng ta vu tộc còn vu tộc, mãn không còn giới hạn. Liền là nói lên đến cũng là đáng sợ, hai vị tổ vu liên thủ, mới giết chết huyền nhất, tên này cũng là một cái dũng mãnh hạng người. Mọi người ở đây đàm luận rối rít thời điểm, Chúc Dung cười to nói. Hai cái nữ yêu tinh, trở về nói cho các ngươi biết thiên đế, cái kia tạp mau chim bị chúng ta giết, để. Lời còn chưa dứt, hắn cảm thấy một vòng uy thế kinh khủng, hướng phía hắn khuấy động mà đến. Oanh! Hỗn độn thiên ma bỗng biến thành che khuất bầu trời chi vật, hung hăng rơi đập mà xuống, trực tiếp đem chút dung thân thể to lớn đánh rớt, để hắn biến thành một cái bình thường thân hình nam tử. Cái này vẫn chưa xong. Lại là một gậy đánh tới hướng cộng công, cộng công hét lên một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ, miệng phun máu tươi. Đông đảo vu tộc nhìn trận mắt hốc mồm, cộng công tổ vu thụ thương. ngẩng đầu nhìn lại, cái kia một thân kim bào, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thần sắc nam tử đứng lặng tại hư không, bà búi tóc đen theo gió phất phới trên vai khiên một cây ô kim sắc trường côn huyền nhất hắn không chết cái này cái này sao có thể chút dung tổ vu dùng ra đại thần thông cũng không giết được hắn trời ạ à, khí thế của hắn trở nên càng ngày càng mạnh với lại cảnh giới của hắn vậy mà đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ ta thật không dám tin vào hai mắt của mình vừa rồi hắn đã đột phá đến đại la trung kỳ lúc này mới bao lâu a à? nghe vu tộc đám người tiếng nghị luận bị trọng thương thương dương cùng tiểu bạch đều là ngơ ngác nhìn trên bầu trời huyền nhất huyền hoàng thiên phú tu luyện cư nhiên như thế đáng sợ phải biết đại la kim tiên loại cảnh giới này một cái tiểu cảnh giới tăng lên nào chỉ là cần ngàn vạn năm cho dù là nền móng vô cùng tốt hạng người nếu không có cơ duyên xảo hợp cũng là chung thân không cách nào cố gắng tiến lên một bước thật là đáng sợ nếu như thiên đế cùng đông hoàng biết chuyện này, còn không biết sẽ đến cỡ nào vui vẻ. Huyền hoàng thật sự là một vị cái thế thiên tài a. À? Lúc này, cho dù là luôn luôn tính tình cao ngạo tiểu bạch cũng bị huyền nhất loại này tốc độ đột phá chiết phục, nữ nhân liền là phiền phức. Huyền nhất nói xong, cuối người mà xuống, hai tay mang theo thương dương cùng tiểu bạch, đem các nàng ném đến bất chu sơn trên đỉnh. Xong việc, hắn tiếp tục phóng tới chút dung cùng cộng công đỉnh núi tiếng gió trích gào thương dương nằm ở phía trên gối lên cánh tay lấy tay nâng má cười nói trời ạ à, liền ngay cả bóng lưng đều là như thế anh tuấn uy vũ tỉ muội ta bị hắn bắt được thương dương tỉ tỉ huyền hoàng đây là khai khiếu tiểu bạch khuôn mặt đỏ lên hắn vừa rồi mang theo mình thời điểm thật ôn nhu a à. đây đương nhiên là a à, nếu là hắn một khai khiếu làm sao lại đem chúng ta mang đến nơi đây thương dương một mặt tự tin nói huyền hoàng chính là sợ chúng ta bị thương tổn ân nói năng chu hoa đậu hủ tâm tiểu bạch si mê nhìn qua cái kia đi xa bóng lưng mà cùng lúc đó chúc dung cùng cộng công thì là lần nữa biến ra thân thể to lớn trong lòng hai người phiền muộn đến cực điểm sơ ý một chút thế mà bị tiểu tử kia đánh hai cây gậy vô tận thời đại ai có thể đem bọn hắn tổ vu đánh tới đau nhất mẹ hắn cái chân quá biến thái huynh đệ chúng ta nếu không không cùng hắn đánh làm sao ngươi sợ ai sợ ai là chó ta chỉ là đang nghĩ giết hắn một lần hắn mạnh lên một lần chúng ta chẳng phải là đang biến tướng trợ giúp hắn đột phá cái này ngươi nói đến cái này để cho ta giật nảy cả mình a à, tiểu tử này bị ta đánh vô số lần thế nhưng là tu vi lại càng ngày càng mạnh rút lui rút lui cộng công cùng chúc dung lần thứ nhất lộ ra trang nghiêm túc một thần sắc hai người riêng phận mình bàn tay lớn vồ một cái chỉ gặp vô số vu tộc con dân bị túi nhập đại trong tay đông 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 thân thể to lớn tại hồng hoang đại địa phía trên chạy ven đường vô số sinh linh bị dọa đến rung lẫy bẫy trời ạ à, ai lại chọc giận vu tộc cái này mãn phu chủng tộc bọn hắn lại muốn đi chém người sơn lâm hoang dã bên trong trở thành tinh thực vật cùng yêu vật đều là dùng ra thần thông đại thuật hộ thể sợ bị hai vị tổ vu uy thế đánh chết các ngươi đừng chạy a à. huyền nhất mang theo cây gậy bay lên bầu trời điên cuồng đuổi theo phía trước hai vị tổ vu phía dưới đại địa phía trên có một tòa thần sơn tên là vạn thọ sơn trong núi có một tòa đạo quan tên là ngũ trang quán một vị áo bào đỏ mặt mũi hiền lành lão giả chính đang thưởng thức lấy trấn nguyên tử vừa đánh xuống nhân xăm quả bỗng nhiên cảm thấy đất trung núi chuyển. Trong tay nhân sâm quả bị lắc rơi trên mặt đất, Hồng Vân mở thiên nhãn, chỉ lên trời nhìn lên đi, liền thấy hai vị tổ vu tại phi nhanh. Ai, cái chủng tộc này thật sự là quá bạo lực. Hồng Vân nhặt lên trên mặt đất nhân sâm quả, ném cho Thanh Phong, nói: "Hai tử, cầm, tẩy a tẩy a còn có thể ăn." Lão hữu lại cho ta cả mấy cái nếm thử hắn quay đầu nhìn về phía chính đang nhắm mắt dưỡng thần Trấn Nguyên Tử, mà Trấn Nguyên Tử thì là mở to mắt, hắn trong nháy mắt nhìn thấy trên bầu trời, một cái mang theo cây gậy thiếu niên, đang tại hô to để hai vị tổ vu dừng lại. Cái này, Hồng Vân Lão Hữu, ngươi gặp qua vu tộc tổ vu bị đuổi giết đến chạy trốn tình cảnh sao? Hồng Vân nghe nói như thế, lập tức đã mất đi nhắm nháp nhân xăm quả tâm tình, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, lập tức trợn mắt hốc mồm nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả